tháng 11 ngày âm lịch hàng năm. Họ Mai làng Phương Lan tổ chức ngày huy kỳ, ngày thủy tổ khai sinh. Hơn năm thế kỷ qua, họ Mai Phương Lan luôn đông đầy bên trong biến đổi, nội ngoại tương phù, dòng họ Mai Phương Lan an sinh thêm đẹp giàu. Quê hương ơi, họ Mai Phương Lan tôi đã chốn nhau cắt rốn suốt cuộc đời, mang thế dân họ Mai vào dòng đời, con cháu sum vầy nói gương tông tổ, hiếu thảo hiếu hồng gắn liền với non sông quê hương Mai trường tồn. Chân quán họ Mai ngày làng già cát nguồn cội Việt Nam đường Nghệ An, thừa tuyên phụ Ấn Độ họ Mai từ xứ Nghệ truyền thừa vào Phương Lan. Ai ơi hãy nhớ câu, dù đi nơi đâu luôn nhớ về cội sâu vào ký ức, nội ngoại hướng về dòng tộc nơi sinh ra vương thương muôn ngàn dòng đời, con cháu sum vầy nói gương tông tổ, hiếu thảo hiếu học gắn liền với non sông quê hương Mai trường tồn. Chân quán họ Mai ngày làng già cát nguồn cội Việt Nam đường Nghệ từ xứ Nghệ truyền thừa vào Phương Lan. Ai ơi hãy nhớ câu, dù đi nơi đâu luôn nhớ về cội nguồn, tình yêu thương khắc ghi in sâu vào ký ức, nội ngoại hướng về nơi sinh ra vương thương muôn ngàn đời. Ai ơi hãy nhớ câu, dù đi nơi đâu luôn hướng về cội nguồn, tình yêu thương khắc ghi in sâu vào ký ức, nội ngoại hướng về sinh ra vương thương.